Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Đúng rồi, Sam ơi, hay quá, phải nhảy như vậy đó, đúng rồi, kiểu này mà up lên trên YouTube á nha, là nhiều bạn fan thích lắm cho bà coi. Nhưng mà sao, cái bài này tôi tập từ tối hôm qua đến giờ luôn á, đẹp không? Đúng rồi, trời ơi, nhảy đẹp lắm Sam ơi. Rồi, ok, quay xong rồi nè Sam ơi. Được rồi, bây giờ để tôi ghép nhạc vô xong rồi mình up lên YouTube nha. Lại để coi nè. Để xem coi. Ôi, cái kênh YouTube của Sam hình như bữa trước được 200 người đăng ký nè. Ôi, quá đã luôn. Hình như có hai cái đứa nào đang quay gì YouTube vậy kìa. Tội quê quá à. Ôi, dạ. Lại đó coi thử coi. Rồi, up lên YouTube xong rồi nè, bảo đảm là chiều nay là nhiều người xem lắm luôn á Sam. Chứ sao nữa, chắc luôn. Ủa gì vậy? Xin chào các bạn nha. Ủa, hình như đang quay YouTube nè. Mấy bạn đang làm gì vậy? Hello, chào hai bạn. Ủa, hai bạn là ai? Bọn mình có quen hai bạn mà tự nhiên lại đây chào hỏi như quen biết từ lâu vậy trời. Trời ơi, cái gì đây? Nhìn điện thoại ra. Trời ơi, đang quay YouTube, làm YouTuber. Ủa, trời, người ta làm YouTube, trời, người ta thì mấy bạn vô nó nói gì vậy? Ủa, bạn ơi, cho mình hỏi là kênh YouTube bạn được bao nhiêu subscribe rồi á? Bao nhiêu người đăng ký rồi? Kênh YouTube của mình hả? Kênh của mình với Sam hiện tại được mấy trăm người đăng ký rồi hả? Đúng rồi. Nhiều dữ lắm. Trời ơi. Ủa nói sao? Nghe nè, tôi á với lại là bạn nữ cái bên á là một YouTuber, tụi tôi là đang có 500.000 subscriber. Cái gì? 500.000 subscriber luôn hả? Gì ghê vậy? Ủa, chứ còn gì nữa? Ủa thì mình nói bạn nghe nè, mấy người mà nghiệp dư như bạn á làm YouTube không lên đâu, mà quay đúng lên thì còn cười nữa. Trời ơi. Ê, nè, mình nói với bạn nghe nha, mặc dù á là mình với lại Sammy là mới làm YouTube thôi, nhưng mà được mấy trăm người đăng ký là nhiều lắm rồi. Yeah. Ủa còn mấy bạn làm lâu, mấy bạn được mấy trăm ngàn người đăng ký kệ mấy bạn, chứ tiền mấy bạn lại đây khiệu mình là sao? Hả? Đúng rồi. Nói chung là mấy người mà không có tài năng như bạn á, mấy người mà phế như bạn cũng được đâu. Xin chào các bạn, đây là một cậu trẻ trâu tập tành làm YouTuber để đăng ký. Nè, làm gì hả? Trời ơi. Hey, mấy bạn ơi, mấy cái người này đúng thiệt là xem thường người khác luôn á. Ủa nè. Mấy người có quyền gì mà quay cái mặt của tôi lên? Kệ tôi chứ, tôi muốn làm gì kệ tôi, tiếng quay mặt tôi lên. Tao ơi, sao ngày hôm nay á là cả trường đều biết ai cậu luôn. Thôi đi. Thiệt luôn á, mấy cái người này đúng thiệt, quá đáng thiệt mà. Thôi Sam ơi, Sam đừng có buồn nha. Kệ mấy người ấy trẻ trâu quá, hết đi khiệt khiện người khác, kệ người ta đi. Ha. Mệt ghê luôn á, làm vậy làm sao tôi dám quay YouTube nữa, buồn quá Thôi Sammy đừng có buồn mà. Nói chung á là bây giờ bọn mình cứ làm từ từ thôi, rồi bọn mình cũng sẽ trở thành YouTuber thôi. Cứ bình tĩnh, bất cứ cái gì á cũng cần phải có cái bước bắt đầu, phải không? Bọn mình bắt đầu làm, bọn mình được mấy trăm người đăng ký là hay lắm rồi, đúng không? Cũng được. Nhưng mà tính ra mấy người nói cũng đúng. Hai đứa mình thì quay YouTube quay bằng có mỗi cái điện thoại cùi bắp như thế này à, thì làm sao mà có thể làm YouTuber đây? Ít nhất cũng phải có được một cái máy tính để mình làm chứ, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tìm cách nào khác không ta? Đúng rồi, Phong có ý này nè, hay là bây giờ sau giờ học á, có cái thời gian rảnh á, bọn mình đi làm thêm đi, bọn mình kiếm tiền mua cái máy tính, sau đó bọn mình làm YouTube. Sammy thấy vậy được không? Được nha. Bây giờ mình cố gắng tiết kiệm tiền để mua máy tính đi, để quay làm YouTuber. Đúng rồi á. Ok, vậy nha. Vậy bây giờ thì để Phong suy nghĩ coi. Được rồi, Phong có cách này. Sammy đi theo Phong. Nhanh lên. Rồi, ok Sammy ơi. Và bây giờ tôi đã đưa Sammy đi đến một nơi rất là đặc biệt luôn á. Sammy có biết chỗ này là chỗ nào không hả? Ôi, nhìn cái biển hiệu này tôi biết ở đâu rồi nè, YouTuber nè. Đúng rồi. Đây chính là thành phố của YouTube. Yeah. Nếu như Sammy không biết thì đây chính là thành phố của YouTube nha. Có nguyên một cái gọi là khối YouTube ở trên đây nữa, bạn thấy không? Đó. Cái này người ta gọi là nút ruby, nút kim cương. Trời thích quá, nhìn to đẹp thật sự luôn trời. Hay ước gì mà mình có được cái nút kim cương như thế này ha. Thiệt thích, thích luôn á. Mà khoan từ. Sammy, tôi đưa Sam qua đây coi, bảo đảm là Sammy sẽ thấy một cái người này. Sammy biết chắc luôn nè. Qua đây. Đâu. Để đây, xin giới thiệu với Sammy. Đố Sammy biết đây chính là ai nè. YouTuber siêu nổi tiếng luôn, Mr. Beast. Đúng rồi, đây chính là Mr. Beast mọi người ạ. Đấy,
Và đây chính là một trong những YouTuber rất là nổi tiếng mà mình rất là hâm mộ luôn các bạn. Trời ơi, ước gì mình chỉ được một góc của anh ấy thôi là cũng vui lắm rồi đấy. Bây giờ nha, bây giờ đến cái thành phố này, Sammy thấy không? Ở đây có rất là nhiều YouTuber nổi tiếng luôn. Và đây là thành phố của YouTube. Đây sẽ là nơi rất là thích hợp để chúng ta bắt đầu làm YouTube đó. Được rồi, bây giờ Sammy đi theo phong nào, qua đây, qua đây, qua đây. Vậy làm gì đầu tiên? Khi mà chúng ta đến thành phố YouTube này á, thì người ta sẽ cho chúng ta một cái chỗ chúng ta làm YouTube. Cái chỗ này á là một cái chỗ á mà nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được tiền để làm YouTube, Sammy hiểu không? Đây ví dụ bên này đây là một cái nút YouTube miễn phí này, chúng ta hãy đạp lên trên đó. Cái block đó đó là có thể giúp cho Sam kiếm được tiền á. Sammy qua đây coi nè, ở bên này nó có cái số 55 đô thấy không? Đó, nó lên 60 đô nè, sau đó nó sẽ lên 65 đô đó. Nói chung cái đó để giúp chúng ta kiếm tiền. Chúng ta cần đạp vô đây thôi, chúng ta sẽ có được 70 đô đó. Sớm là sẽ mua thêm nhiều cái máy này hơn nữa. Đó, mấy cái máy này nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được tiền. Đó, thích không? Thích không? Ôi, nhìn thích quá kìa, mình sắp giàu luôn á, mua được rồi. Mình sẽ lật làm YouTuber nổi tiếng. Đúng rồi, chúng ta sẽ có tiền để chúng ta trở thành YouTuber nổi tiếng. Đó. Đây, và từ nãy giờ bọn mình đứng đợi thì bây giờ nó đã có được gần 400 đô nè các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái tiền đó nha. Ok, sau đó qua bên đây nó sẽ có một cái chỗ là mua máy tính để làm YouTube nè, mình sẽ bấm vô. Đó, có được cái máy tính nè, thấy không? Ê, bây giờ mình sẽ ngồi vô để mình làm YouTube mấy bạn ơi. Đó, đánh máy làm YouTube nè đó. Máy tính nhìn thích quá ha, có hộp giấy dưới này làm cái bàn nè, trời ơi. Đúng rồi, tại vì bọn mình là nghèo mà, cho nên là bọn mình chưa có máy tính xịn, các bạn hiểu không? Bọn mình là phải dùng bằng cái máy tính cùi bắp nè, với lại là không có cái bàn luôn, mình phải dùng bằng cái thùng giấy luôn, mình để cái máy tính lên. Không sao, sao hết. Cố gắng thôi. Ok, hiện tại chúng ta đã có được 50 người đăng ký cho kênh YouTube này nè. Rồi ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình tiếp tục nâng cấp máy lên nha các bạn nha. Nâng cấp máy lên để kiếm được nhiều tiền hơn nè. Đấy. Rồi sau đó qua bên đây lấy tiền tiếp. Rồi bây giờ để có thể xây được cho chúng ta một cái chỗ để chúng ta có thể quay video nó được an toàn và đỡ ồn ào hơn, thì bây giờ chúng ta cần phải xây chúng ta cái nhà. Thì ở đây mình sẽ bấm vô đây nè, nó sẽ xây chúng ta cái bức tường nè đó. Có bức tường rồi, chúng ta sẽ có bức tường đúng không? Rồi sau đó chúng ta qua đây, chúng ta có thể mua được cho chúng ta thêm cả ghế sofa, giường ngủ nè. Mình sẽ mua cho mình cái giường ngủ nè. Ấy, có được cái giường ngủ rồi. Rồi bên này thì chúng ta sẽ mua được chúng ta cái tủ sách đó. Đấy, nói chung là chúng ta cứ làm từ từ rồi chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, bạn hiểu không? Rồi từ nãy đến giờ á, mình đã kiếm được khá tiền rồi. Mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái máy mới của mình nè. Đây, một cái máy ở ngoài đây. Mấy bạn biết cái máy này để làm gì không? Cái máy này nó sẽ sản xuất được cái nút YouTube đó, thấy không? Nó sản xuất được. Đúng rồi, cái nút YouTube đó chúng ta có thể bán được 150 đô. Đó, lại thêm một cái nút YouTube nữa nè, và chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Wow, 1000 đô rồi nè. Yes, vậy là có đồng lương đầu tiên là 1000 đô rồi đó. Ừ, đúng thiệt, cái này trong game ha, trong game cho nên dễ vậy các bạn, chứ ngoài đời thật dễ gì kiếm được 1000 đô. Đó, bây giờ mình sẽ mua thêm sàn công cụ nè. Đó, rồi, đấy, bên này là chỗ Sam có thể đứng đây, Sam tập nhảy nè, để có thể quay YouTube. Nhảy, quay YouTube nè. Đúng rồi. Thôi rồi, bây giờ Sammy bên đó nha, Phong tiếp tục quay YouTube tiếp nè, bấm vô quay. Ok, quay YouTube, quay tiếp, tải lên. Rồi đăng lên, tải lên. Rồi, làm YouTube từ nãy giờ cũng khá là nhiều rồi, mình cũng up lên được khá video rồi các bạn ơi, và mình chắc là cũng kiếm được khá tiền rồi đó. Để mình qua coi lụm tiền nè. 4000 đô. Trời ơi, nhiều quá trời quá đất luôn á. Mình sẽ mua tiếp cái máy gì đây? Ủa cái máy gì đây? Cái máy làm YouTube gì nhìn lạ vậy? Ủa. Cái búa YouTube. Đúng rồi, cái đó là cái búa YouTube. Rồi ok, mình sẽ xây cho mình thêm bức tường nè, xây thêm nhiều thứ hơn nè. Rồi ok, Sam ơi, đi theo phòng hôm qua đây cho Sam coi nè. Qua đây. Đây, xin giới thiệu với Sam, ở bên này ấy là một cái tòa nhà của một YouTuber nổi tiếng đó. Sam vô đây cho Sam coi nè, vô đây. Đó, đây nè, đây Sam coi nè, nhà người ta nè. Trời ơi, cái phòng nhìn xịn thật sự luôn á. Ở bên này ấy còn có thêm cái dàn PC. Trời ơi, để mình ngồi em thử coi. Trời ơi, dàn PC xịn quá. Trời, ước gì mình có được cái dàn PC xịn thế này, mình sẽ tha hồ làm YouTube luôn các bạn ơi. Rồi ok. Đó, ở bên này thì là mấy cái máy là người ta sản xuất của ảnh nè. Đó, trời ơi, quá trời luôn, thích ơi, thích quá luôn á. Quá trời luôn, chỗ này là trời ơi. Đáng mơ ước quá. Bảy mấy ngàn đô luôn nè, coi nè. Cái gì bảy mấy ngàn đô? Cái gì bảy mấy ngàn đô? Ây nè, nhìn ông kìa. Trời ơi, ông này ông kiếm một lần mấy chục ngàn đô luôn, ghê thiệt sự. Thôi được rồi, Sam ơi, bọn mình đi về nhà, ông mình cố gắng làm tiếp để có tiền mua máy tính, Sam ơi. Ok, bây giờ mình với Sam ơi sẽ cố gắng làm trong vòng mà thử 3 tháng nữa mà mình kiếm tiền, mình sẽ mua máy tính và làm YouTube cho các bạn nha. Ok, thôi đi về Sam ơi, vậy thôi. Và sau 3 tháng cố gắng làm việc vất vả của mình và Sammy, và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là căn phòng cá bên của bọn mình. Đó, nhìn đẹp chưa? Nhìn mình nhìn nước biển không ơi, nhìn nè, công sức của tôi đó. Cuối
cùng thì bọn mình cũng đã mua được cái máy tính xịn xịn để bọn mình làm YouTube rồi bạn ơi. Bên này là máy tính của Sammy nè, đó có hai màn hình và cái ghế màu xám của Sam. Bên này là cái ghế màu xanh của mình cùng với hai cái màn hình máy tính để bọn mình có thể làm YouTube đó. Phòng bọn mình là ngồi kế bên nhau luôn nè. Ok Sam ơi, đã đến lúc tôi với Sam hai đứa mình sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành YouTuber của hai đứa mình rồi. Ok, được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ quay cái gì trước đây ta? Để tôi suy nghĩ coi. À, dạo gần đây á có rất là nhiều bạn fan thích cái người cá, hay là bọn mình quay người cá được không Sam? Cá hả? Ồ, đúng rồi, ý tưởng hợp lý á. Hợp lý đúng không? Ok, vậy thì bây giờ mình với Sammy sẽ quay một video về người cá nha. Ok, lên máy Sammy, lên máy. Đã, rồi ok. Rồi, người bắt đầu nè. 3 2 1 quay. Rồi ok Sam ơi, Sam đã sẵn sàng với video đầu tiên chúng ta sẽ quay bằng cái máy tính xịn của chúng ta chưa hả? Ủa mà khoan, sao ông lại mang cái đồ đầu cá mập dễ thương vậy? Sammy muốn biết tại sao hôm nay Phong lại đội một cái đầu cá mập ở trên đầu đúng không? Đây Sammy đi theo Phong ra ngoài đây, ra ngoài đây. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay YouTube nha. Ok bấm nút quay nè. À rồi. Ok, hello xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với hòn đảo người cá nha các bạn nha. Sammy có biết không? Dạo đây á, ở trên YouTube á đang rất là hot cái người cá luôn, rất là nhiều bạn thích người cá. Cho nên hôm nay, ô trời ơi, có người cá bò ngang quá kìa. Hôm nay chúng ta mình và Sammy sẽ biến thành người cá để xuống dưới biển và phiêu lưu ở dưới biển nha các bạn nha. Rồi ok Sammy đi theo Phong nè. Đây, để biến thành người cá rất là đơn giản thôi. Sammy chỉ cần la lên ba la xì bùa, sau đó nhảy xuống dưới nước là Sammy sẽ biến thành người cá liền. À coi Phong nè. Ba la xì bùa. Bùm, đó, nhảy xuống dưới và bây giờ Phong sẽ mọc cái đuôi ra nè. Đó, Phong có cái đuôi nè Sam ơi. Ủa sao mà nó cái đuôi? Ủa tôi mặc cái đuôi nè. Ủa nhưng mà nhưng mà sao cái đuôi của Sam nhìn nó mập quá vậy? Ai biết đâu đuôi tôi bự vậy. Ok rồi, Sammy đi theo Phong nè. Đó, rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau biến thành người cá nha các bạn nha. Và chúng ta sẽ thám hiểm dưới đại dương. Ui, bên này có nguyên cái con cá gì ngầu quá nè Sam. Nhìn nó ngầu thiệt sự. Cái con gì cười con cá kìa Phong ơi. Cái con đúng rồi, sao cái con gì nó cưỡi trên người có cái con cá à ta kỳ vậy. Ok. Ơi, ở bên dưới này á thì chúng ta sẽ thấy là có nguyên một cái shop thời trang bán đồ luôn nè. Đó, Sam nhìn thấy không? Bên đây bán quá trời đuôi cá luôn nè. Đó, chúng ta có thể chọn chúng ta trở thành một người cá rồi đó, rất là đặc biệt. Đó, ở bên đây có chọn ngẫu nhiên, hình như cái này phải mua bạn ơi. Nhưng mà mình mới mua máy tính rồi nên mình không có tiền để mua nữa, cho mình sẽ sử dụng tạm bằng cái đuôi cá này. Có đuôi cá độc lạ nè, đuôi cá mặt hình con mèo nè. Đâu? Nhìn vui không? Ủa sao có cái đuôi cá hình cái khuôn mặt của con mèo vậy? Ủa. Rồi, thì hôm nay á nhiệm vụ của mình và Sammy khi mà biến thành người cá, Sammy biết là gì không? Làm gì vậy? Đó chính là Phong với Sam sẽ phải đi tìm những em bé người cá. Đó, đây đây Sam đi theo Phong nào, qua đây. À, đầu tiên nha, đây để Phong nhảy lên bờ rồi xong rồi Phong bò trên bờ luôn. Ủa vậy? Chắc là biết thành người gì vậy? Từ từ. Để một tí nữa nó có cái chân xuất hiện lại à. Đó, ok. Rồi. Bây giờ qua đây nè, Sammy có nhìn thấy một em bé người cá đang nằm dưới đây không? Có, em bé người cá 4 nè. Đúng rồi, nhiệm vụ chúng ta là phải tìm những em bé người cá này. Đó, một em nè, rồi em thứ hai, Sammy tìm phụ Phong nha. Đây, đây, tôi tìm phụ cho. Ok, mình sẽ nhảy xuống biển để tìm em bé người cá nha các bạn. Ủa, em này tôi tìm thứ hai nè Phong ơi, em số 2 luôn nè. Đây, em số 2 đang nằm ở trong cái con sứa nè, bạn đang bị con sứa ăn nè, mình sẽ cứu em nó nha. Ok, hai em nè. Ở bên dưới này hình như là có con cua đây nè, không biết con cua này có đang bắt em bé người cá nào không ta? Ơi, hay có cái vỏ sò. À đây, thấy không? Biết ngay mà, có cái vỏ sò ở đây là có một em bé ở trong đây nè, vô cứu em bé người cá. Rồi, ba em. Đấy, video đầu tiên của chúng ta sẽ là video tìm và giải cứu người cá. Đi thôi. Rồi, xong. Xong video người cá rồi, mình đã up lên trên YouTube xong rồi nè. Hay. Ê Phong ơi, có một bạn fan comment ở video tôi là chị với anh Phong ơi, quay clip video đến gấp thú đi. Cái gì? Gấp thú á hả? Ok, cũng hay chứ bộ. Tính ra là có nhiều bạn cũng thích chơi gấp thú lắm. Hay là bây giờ mình sẽ quay một video đi gấp thú nha, được không Sam? Đúng rồi, gấp thú á, để thế nào cũng nhiều view cho mà xem. Nói thật luôn. Gấp thú sao? Ok, để tôi xem coi. Video người cá hồi nãy cũng đã được hơn 100 like nè. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu với video gấp thú hay nào. Ok, rồi lên máy Sam ơi. Rồi, bắt đầu quay thôi. Rồi, và chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình và Sammy. Như là cái lời người ta thử thách của mấy bạn đã đưa cho mình và Sam, thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi gấp thú nha các bạn nha. Đấy, ok, qua bên đây Sam ơi. Xin giới thiệu với Sam, ở bên này là những cái máy gấp thú rất là đắt tiền rồi nè. Đây, ui, ở trong đây có mấy cái con gấu bông rồi. Cái con này là cái con gì Sam? Con này là con Totoro. Totoro hả? Trời ơi, nhìn dễ thương thật sự luôn á. Bên này là có mấy con rái cá nè, con hải cẩu nè đó. Bên này thì là mấy
mấy con gấu. Ui, mấy con gấu nhìn giống Simmy với là Sam. Ủa? Y chang luôn. Y chang luôn, kiểu này mình phải gấp mấy con này về tặng cho Sim mới được. Ok rồi, để mình gấp thử một con nha. Đầu tiên mình sẽ nhấn vô cái nút này để chọn nè. Ok rồi, sau đó mình sẽ gấp nha các bạn. Rồi Sam ơi, coi Phong gấp nè. Sam muốn Phong gấp cái con nào đây? Hả? À, sao muốn Phong gấp con nào? Màu trắng đúng không? Ok rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển cái này qua bên đây. Đó, qua bên đây rồi, sau đó là lùi xuống dưới. Rồi ok nè, Sammy né ra. Để Phong bấm nút, Ok, bấm rồi. Nút lấy đi. Ui được không? Ui, hụt rồi. Trời ơi. Hụt mất tiêu rồi, làm lại. Rồi canh như thế này nè. Ok rồi, sau đó nhấn nút. Lấy đi, được đi. Rồi. Được. Ui được rồi. Được rồi Sammy, được rồi nè. Ôi, thả xuống. Yeah, con đầu tiên. Giờ quá đỉnh luôn các bạn ơi. Được con đầu tiên nè. Rồi bây giờ tới lượt con thứ hai nha. Qua bên đây để xem coi bên đây còn gì để lấy không ta. Sammy muốn Phong lấy cho Sam gì không? Con heo đâu? À, con heo dễ thương nè. Được rồi, mình sẽ lấy con heo nha các bạn. Rồi canh nè, mình sẽ di chuyển cái cần qua đây. Rồi ok, sau đó là mình chui đây cho nó dễ xem. Ờ rồi. Rồi, bắt được con heo rồi nha. Chuẩn bị nè, nhấn nút nè, xuống nè. Lụm con heo. Lụm heo. Dính rồi. Dính con heo rồi. Rơi xuống. Yeah! Được thêm một con heo nữa rồi. Ok. Hay, vậy là coi như video này của bọn mình là up lên trên YouTube cho bạn xem được rồi Sam ơi. Tiếp thôi. À, chán quá à. Không biết là có gì coi em ta. Để lướt YouTube coi thử coi. Ôi! Ôi! Ba. Trời, đang bận. Ba nhìn nè. Hai cái đứa chơi trên YouTube. Phải là hai cái đứa YouTuber mà quê quê hôm bữa tụi mình chọc không? Ủa? Có đâu coi. Ủa? Đúng là hai cái đứa quê mùa mà. Ủa sao nó nổi tiếng vậy? Ôi, cây á. Bây giờ nó còn nhiều người đăng ký, nhiều người lượt xem hơn mình nữa. Không thể nào. Cái gì giờ hai tụi mình nổi tiếng gì? Tại sao hai cái đứa quê mùa nổi tiếng hơn tụi mình? Không chấp nhận được. Cái này là sao chứ? Trời ơi. Bực mình quá các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay, chào mừng mấy bạn đã đến với một video trượt cầu trượt tại công viên nước của Phong Cận và Sammy. Được rồi, Sammy ơi, đi theo Phong nào, qua bên đây. Xin giới thiệu với các bạn nha, đây chính là cái cầu trượt nước vô cùng nổi tiếng ở trong làng Hello Team luôn đó. Thì bên đây nè, đây, xin giới thiệu bạn, bên đây có một cái cầu trượt. Trời ơi, mấy bạn nhìn thấy không? Nó to, dễ sợ to luôn á. Rồi, Sammy đi theo Phong nè, bây giờ mình qua đây, xong mình bước lên trên đây nè. Đó, Sammy bước vô đây. Rồi, ok, rồi. Bây giờ Phong với Sam sẽ trượt cái cầu trượt nhỏ trước nha, là cầu trượt màu xanh dương nè. Ok, leo lên Sammy, leo lên. Rồi. Vàng có tên là mặt trời xoáy. Ok, mặt trời lốc xoáy à. Leo lên Sam ơi, leo lên. Ui, trời ơi, quá đã luôn. Cao ơi là cao luôn bạn ơi. Ui, trời. Nó dài dễ sợ luôn á. Trời ơi, rớt xuống nước nè. Tổm. Trời ơi, quá đã luôn. Trời ơi. Ê Sam ơi, nhưng mà mấy cái ống này á vẫn chưa đã lắm. Phong nhìn ở trên kia kìa, nó có cái ống trượt hình cái núi lửa luôn. Trời ơi. Đúng rồi, đây là ống trượt núi lửa siêu okay. Pro luôn á. Bây giờ mình với Sammy đi vòng vòng đây kiếm coi còn cái ống trượt nào xịn hơn nữa không nha các bạn nha. Rồi ok, và hiện tại mình với Sammy đã lên trên cầu trượt núi lửa rồi nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trượt thử coi cầu trượt này như thế nào nha. Cẩn trọng, núi lửa nguy hiểm, sử dụng đường hầm có nghi cơ của riêng là sao? Trời nghe hơi sợ ta. Ok. Rồi, Sam ơi, Sam trượt cái ống màu tím nha, Phong sẽ trượt cái ống màu đen nha, ok? Được không? Ok. Rồi. Rồi, chui vô. Rồi vô, Sam vô trước đi. Wow! Đã quá vậy ta. Rồi, tới lượt Phong nè. Hơi. Ui, trượt vô. Wow! Trời ơi, tới thui luôn bạn, không thấy gì luôn. Wow. Trời ơi, sợ quá. Ơi, hình như mình nhìn ra ngoài được nè. Trời ơi, mình đang trượt ra ngoài luôn. Ui, nước kìa. Trời ơi, đã. Đã quá. Ui, trời ơi, phê. Sammy đâu rồi? Ủa sao rồi? Ủa, bên kia. Tụi bên này. Ok, rồi để Phong qua bên cầu trượt của Sam. Đây, bây giờ mình sẽ thử trượt cầu trượt màu tím của Sam nha. Ui, cầu trượt màu tím này coi bộ nó dài hơn cái cầu trượt màu đen bạn ơi. Ui, trời ơi. Trời ơi. Vòng lắm. Oh my god, nó xoay hình tròn nè bạn ơi. Ui, trời, quá đã luôn. Ủa sao lâu quá vậy? Chưa xuống dưới nữa. À đây là. Ôm, trời ơi. Ủa sao nước đây nó màu hồng luôn vậy? Wow. Trời ơi. Đâu rồi?
Quá là đã luôn bạn ơi, quá là đỉnh. Ok mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng của mình và Sammy không? Mấy bạn thấy gì không? YouTube. Đúng vậy, mình và Sammy đã đạt được 2 cái nút vàng YouTube. Mình kênh của mình hiện tại bây giờ đã đạt được hơn 3 triệu người đăng ký. Còn Sam là bao nhiêu nè? Tôi hả? Tôi là 2 triệu mấy, gần 3 triệu rồi. Gần 3 triệu luôn hả? Mấy bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho mình và Sammy để cho mình lên được 4 triệu. Còn Sammy lên được 3 triệu người đăng ký nha. Tôi đợi lắm luôn á. Trời ơi, thiệt sự luôn á, không có ngờ rằng một ngày nào đó mình với Sammy lại có thể đạt được nút vàng của YouTube luôn á. Sammy có cảm nhận gì không Sam? Cảm nhận của tôi là yêu hơn fan quá trời. Nè, tụi mình ủng hộ tụi mình nha, mình sắp lên 3 triệu sub đó, đừng ủng hộ tôi đó. Đúng rồi, mấy bạn nhớ hãy ủng hộ cho Sammy lên được 3 triệu sub nha. Với lại ủng hộ cho mình lên 4 triệu nha, bạn Sammy được 4 triệu rồi đó. Okay. Và cảm ơn mấy bạn đã xem video này. Nếu như mấy bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share. Và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và không biết rằng là có bạn fan nào cũng có ước mơ được trở thành YouTuber hay không, hãy nhớ comment xuống dưới cho mình biết luôn nha. Nếu như bạn nào có ước mơ thì hãy nhớ comment xuống dưới. Biết đâu một ngày nào đó các bạn sẽ là thành viên tiếp theo của Hero Media sao, đúng không? Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.